Ôi đang quay cất. Nào cũng cặp bài cái này rồi. Luna 2 đi đâu thật đấy. Khổ quá. Lạc thấy giờ mới bật quay được. Vừa quay được tí xong vừa bị đít không. Khổ. Đó là ok. Càng ngày càng lạc. Đợi cấp đi. Ôi thêm con nào, ôi thêm con này đi. Vứt vào cho đánh. Được bao đam được. Ý định mình đang lên là Knight. Định đang mình đang tính tính lên DK. Cho con Knight có được không? Và tuần này mình lấy đủ 4 cái đoạn đầu rất là mạnh luôn. For this gift of power, I am grateful. Nó tạo cái khiên bá đạo mãi đái. Đó cái đoạn đầu những cái khiên của bọn này bá đạo. Head for the quarry. Bá đạo. Bài rui là gần như không ai chơi ấy. Nó bị giảm cho mạnh bạn không ai chơi luôn. Khổ. Bài rui là giảm sức mạnh phát không ai chơi. Có thằng này chơi nhưng mà sao thằng này không biết chơi à? Sao không vứt ra? Hay là không kịp hay vừa mua xong? Có khi vừa mua xong không đăng kịp. Hoặc là không biết chơi. À bây giờ nó có bản update mới là nó hiện cả tiền trên này. Ai đang có bao tiền nó hiện đây. Ok, một thằng này tích tiền game vậy, 27 tiền, hút 2 game vậy. 32 tiền đâu vậy? Sướng nhờ. Thích nó ra lắm tiền nhỉ. Cấp này thì lấy đâu nhiều tiền thì được. Fuck. Thế rồi, tinh cơ lắm tinh cơ nhỉ. À tinh đi. Thế cho lắm tinh đi vãi đái. Vừa trò này gậy. Mình rất hay nhầm con Tiny với cả mấy con Tinker này cả Lọc. Không hiểu sao mình cứ nhầm thế được. Đây nó lên rồi. Cái thằng lúc đấy mình nhìn thấy. Wow. Ở đâu? Nó sẽ lên này. Ngày này mới chơi rồi. Mới chơi rồi. Gặp anh Nguyên mới chơi rồi. Lần vì tôi không tốt mà. Nên là gặp anh Nguyên mới chơi cũng mua thì lại. Đánh ngáo. We did it, little rock. Đang ngáo rồi, con đen. Con tôi đi đi hai. Làm hai con tí đi hai luôn cho nóng. Quậy. Con thui. Nhìn non rui thì cũng muốn mua đấy. Nếu nào thắng được mình sẽ bán con Tinker rồi, à con Tiber Sword rồi đi. Ra win mình sẽ muốn win chắc rồi, nhìn thấy win bài thằng top 5 áp cả mày. Đủ 4 cân ai, có cân ai là đúng. Ngoan thua. À, mình đang quá mạnh không nó. Monster kill. We did it, little rock. Mọc cánh đến nơi rồi. Hai em tin hai cái đoạn đầu mà nó đấm mắc đau luôn. Đấy cấp đầu mà tin hai đấm đau lắm. Tin phải ba mình ăn rồi. Đây là cái Hunter nhỉ.
Đang kết thúc từ rồi, không vội. Bà mình đang khỏe mà. Chắc là mình thấy ở trên này thì chắc không có. Ui, thằng này hơi ghê, thằng này thì cũng hơi ghê một tí nè. Thằng này thì còn đâu không có thằng nào, mình cảm thấy không có thằng nào đủ sức để chấm dứt chuỗi win của mình cả. Rồi gặp đúng cái thằng mình bảo hơi ghê nào nhỉ. Ở đâu phải, à, bình thường. Mặc dù bài nó hơi ghê thật. Hơi ghê thật đấy, nhưng mà không bình thường thôi. Này có hai con chọc này, hai mới ghê chứ. Cũng hơi kinh đấy. Nó kéo về sau nó hơi ghê đấy. Tini, Tini ba đến nơi rồi. Đùa thật à? Đùa thật đấy. Vào này mà có Tini ba nó cũng hơi kinh đấy. Nâng cấp. Tiên nhau để làm gì? Ui, thấy kinh lên 7 sớm thế mày. Thấy 7 đi. Phải nái thật. Đi cái bọn ngoài này này, Luna ơi. Đéo, Luna đi phi một bên trong ạ. Luna nó phi về bị phí đam quá. Sao sao chắc phi rồi. Đáp đi. Ủa, bọc cánh rồi. Bọc cánh rồi em ơi. Rau sói. Cho này ở đây, cho này ở đây. Cho này ở đây. Cho này ở đây. Không, không cho này vào đây được. Cho này ở đây, đây. Ok không nhỉ? Mình sợ con nó nhảy vào góc này lắm. Đáng mình lùi lùi con lên đây. Hợp lý hơn. À đông thằng. Ôi sao con này không bật láp. Đéo hiểu ạ. Rồi ôi, với phần đéo đủ đam qua rau sói rồi. Sao con ai đéo bật láp ạ, đéo hiểu luôn. Rồi vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rau sói rồi. Đéo đánh người không thua, đánh khói lại thua. Nắm đồ thế. Không có cái gì nhỉ. Không có cái đéo hiểu ạ. 4% máu đầu tiên mất là do khói đánh. Cái 93. Mẹ con trần dâu to quá, nó chấm nhá, thần tâm nhìn mùi. Bật thêm một nữa là cho máu. Rôn nè, giờ này là rôn được rồi. Time to show the righteous. Doom này, cũng ngon đấy. Mà thôi, lấy đâu. Cái sắt trời, ngon đấy. Doctor. Lấy đi Doctor không nhỉ? Mình không nghĩ là mình bài mình không cần đi Doctor đâu. Dư tiền lên cấp. Bốn côn ca vào thay cho thằng lò này. Côn ca lên. Bật cho mình cái giáp. Rôn tiếp, dầu mà, giờ dầu rồi. Time to shove off. Rôn ca 2. Con lấy con này không nhỉ? Lấy con đấy cũng được đấy, bởi vì...
bởi vì bài mình nó đang đang kiểu bài mình nó đang kiểu có ấy, nó có con tiny này nên nó đi mới mà con ấy rất là hợp mặt tim của nó. Ui cái cam không lặng thả mấy con thả của bài mình nó con tiny nó đi mới là ui bài con ăn thì đánh đau thế nhỉ, ăn thì đánh đau thế thật đau rồi, thật đau rồi. Trời ơi đang mãi đến thiên đấy, mình gặp assassin nếu mà mình có cái hiệu ứng choáng thì con tiny sẽ choáng rất nhiều luôn. Who needs legs when you got wings? Nhưng mà bây giờ mình vẫn đang lấy dòng. Tại bây giờ lên cấp sớm để lấy dòng. Mình có nghe mình sẽ lên cấp sớm đi. Omi 2 đâu kịp cho ra rồi. Nó bỏng vào sau đánh Luna đó rồi. Thật rồi. Ui con ca nó thả phiền kìa. Nó hổng tú nhỉ, con ca nó thả phiền này. Viper nhổ nó bãi độc, à nó gần nhổ độc rồi. Bây giờ mình cần rồng, cần rồng để lấy đam, cái bà mình đang hơi yếu đam. Bà mình đang có vẻ hơi yếu đam. Bất tôn đi kháng phép con này đi. Nếu là rồng, à, nó cứ ra Viper, nếu nắm Viper thế. Tính Viper 3 coi mình sẽ lên cấp đi, rao sau mình sẽ lên cấp, à không rao sau rao khoái mình sẽ lên cấp. Tụt mọi lại ôi thật bạn hạ tili này, cái rao là làm tili rồi đấy. For this gift of power, I am grateful. Đó giờ mình lấy được cái gì là kháng phép à? Ở đó mình không có lên cấp mà, quên mất. Ai mà mình lên cánh được? Time to show off. Rồi có cool cả hai rồi. Step lively now. Your admiral is on board. Yên tâm không lo bị đột tử rồi. Không lo đột tử rồi. Rau này có quái mà, có quái này đang thoải mái rồi. Ai cứ đánh Luna của tao mày. Nó hiểu người đá bóp phải cứ đáp mà để tao đánh Luna. Yes lads, we've reached safe harbor. Giáo á. Mình đang cần cái mặt nạ. Mặt nạ vứt cho Luna rất là hợp. Mấy con nó cái hiệu đứng đánh mà dựa trên nội tại vứt cho Luna rất là hợp luôn. Nhưng mà Luna bây giờ nếu mà mình lên bài rồng thì mình cũng muốn để đồ trong rồng. What is this? A game of some sort. Mình đang muốn để đồ cho rồng. Sao con ai vứt về đây đi, để cho nó bảo kê. Mà tôi nó biết nó trả bảo kê bao nhiêu. Nhưng mà cứ vứt về. Để mở nếu là gì đó cho xin con rồng. Ôi chết rồi. Đi vừa mình bỏ qua mất con đấy á. Mất còn con Viper ạ. Ôi sai. Tuyển một người đoàn tuyển hai. Ơ, mình bỏ qua một con Viper rồi. Mình vừa bỏ qua mất một con Viper xong. Tuyển luôn kiểu thế, bài mà mình đang muốn lên dòng thì kiểu gì nó cũng sẽ không ra dòng. Rất kiểu
phong cách. Thật đấy, cho xin con rồng anh ơi. Omi nó ra lắm đấy nhở. Nó ra rồng này. Đùa. Ôi, đi về, đi về, đi về. Đi về, đi về, đi về, đi về. Mày, không kịp rồi, không kịp rồi. Thả đấy, tay chậm tí là nát. Rồi đá đấm chết ba nó. Đấm chết ba nó. Yes, lads, we've reached safe harbor. Bài bây giờ mình chỉ con rồng thôi. Cấn rồng nó là bài đẹp hơn, bài hoàn hảo rồi. Chôn. À đấy, rồng đây. Rồng đây rồi. Ờ nhưng mà bây giờ bỏ gì về. Bỏ trao con ai về đi. Who needs legs when you got me? Bỏ trao con ai về. Vứt đồ cho rồng thôi. Rồng ơi, cầm đế. Quẩy đế. Có con rồng này, cái đòn phun nó có thể đam phép, đam vật lý đúng không? Ở đâu? Rồi, bài mình khá là ngon rồi. Đây. Mặt là bắn cái con mặt là cung cái kia. Được rồi, Quỳnh chắc. Vẫn vất ngại đồn đồn tầm. Trường thân khéo. À, ba đoan, ba. À, ba con ba đoan. Thơm thịt, thơm thịt. Đồn mấy cái, không có ra dòng 2. Cun ca ra lắm nhỉ. Đỡ ra rồi. Bài này bây giờ có lẽ mình sẽ không dùng trao canai đâu, mình có 4 canai rồi. Không cần thiết con trao canai đâu. Sau mình sẽ đem một con nào đấy như kiểu hay là Doom. Đáng lúc ấy mình mua Doom hợp lý. Bỏ trao canai ra cho Doom hợp lý rồi. Mình sẽ lấy bao qua đứa nữa. Medusa này đáng suy nghĩ nhưng mà hiện tại mình chưa dùng. Zeus. Zeus hay đấy nhỉ? Zeus đi. Your god has arrived. Zeus để nâng cấp lên vứt Zeus vào. Mẹ bắc không ra con 2 luôn ạ. Thực ra mình cũng thích con này. Nhưng mà mình nghĩ rất mạnh hơn. Mà cả rớt nó có thời gian hồi chiêu, nó hồi cho cun ca nhanh hơn. Hồi cho người đá bóp cho dễ hơn. Thực ra hồi chiêu cũng khá ngon đấy, ở bài rồng. Đừng nghĩ bài rồng cần hồi chiêu. Bởi bài rồng còn có hai con này. Con Phúc với cả quân này trông thế thôi. Nam nó không bé đâu. Nó bởi vì ngay đầu nó bắn nó một phát, và 5% thời gian hồi chiêu của con rớt này. Nó sẽ phối hợp với cả hai con này, nó dùng chiêu tiếp theo rất là nhanh luôn. Mình nghĩ rất là hợp. Vậy mình sẽ lên 9 luôn đi. Lên 9 luôn, vứt tớt vào luôn. Vứt tổng ra ngoài đúng không nhỉ? Vứt cục máu. Tổng 1 mình vứt ra ngoài sợ cũng hơi sợ. Bài acid. Úi dồi, kết đánh. Kết đánh ngang tay. Kết đánh ngang tay. Those who attract the attention of the gods
Bài mình hiện tại đang khá là mạnh rồi, bây giờ mình chỉ cần đợi dòng 2 thôi. Cứ thong thả đợi, mình còn 92% máu rồi. Cứ thong thả mà đợi dòng 2. Bao giờ nó ra, nó ra. Medusa là một con rất là ngon. Con này một con rất là ngon. Rèn luôn thì cũng chả thiết đâu. Bởi vì nếu mà mình lên con này 2 nhá, mình sẽ cho nó vào. Mình lên 10 được không nhỉ? Mình lên 10 mình sẽ cho nó vào để mình lấy nội tại của hai rớt à hai gốt. Cũng hợp lý chứ không đùa đâu. Hoặc là hơi phí một tờ rớt nhưng mà mình được thêm thời gian tiêu rất là cao. Ô xong rồi. Mình như Fuka không thả thiệt đâu nhỉ. Xong đó. Bài này nó kinh quá. Ôi bọn này chơi bài mấy. Bài mây hơi nguy hiểm ấy. Bọn nào nhỉ? Hai thằng top 2 này, top 2 vừa chết xong đéo hiểu. Top 2 rồi. Mày. Mày. Sức mạnh của top 2. Vứt ra ngoài luôn, vứt thêm cho cục máu nhỉ? Nên không? Vứt luôn cho mày cục máu đi. Một khi đã máu. Đéo ra gì? Bố mẹ ăn mày bây giờ. Có nên mua này lấy đem đam AOE nhỉ? Bán hai con này đi thì đủ rồi. Mày lên 10 có thể mình sẽ cho vào vòng lấy đi một tơ. Ôi thì phè, đeo kịp rồi. Thôi kệ đi. Tốt, nó ra ao. Bây giờ mới lên thứ 2 ạ. Lông vãi đái. Rớt vào trong đi, cho này vào ra ngoài. Hình như mình đứng để lệch lệch như này là gặp bài mấy là dễ thua. Để xem nào. Con ao này sẽ phải sắp lại bài. Bài bọn này ao đam ao ao rất kinh luôn. Đứng lệch lệch này đấy. Đứng lệch lệch này ăn đam ao ao lắm. Con tổng không nữa lấy cho mắt. Ôi Doom. Con này bị Doom rồi. Ôi không có win à. Dòng 2 nó khác hơn 1 lắm. Dòng 2 nó trâu hơn nhiều. Nhưng mà mình vẫn sắp lại bài, nếu không thì xong bạn. Sắp lại bài, sắp lại bài thôi. Con này tách tách nhau ra tí nhìn cho chuyên nghiệp. Nào lại đúng nào đấy kìa. Teo 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 quá chua kéo lên cái đồ gì luôn ạ. Đồ toàn đồ lẻ. À đâu, vứt vứt vào cho con nào đang cầm ấy. À đây con này. Vứt vào mày lên cái kiếm. Vứt vào thêm tốc độ đánh. Full mẹ cái đồ. À không, sao sao nó sẽ ghép thành cái kiếm. Viper, cần con Viper nữa. Đéo ra, giờ ra hai con Phúc ạ. Không Phúc chắc không lên 3 được không. Dòng
mấy dòng đi. Tiền dòng cũng không quá quan trọng tiền nữa đâu. Cái quản đồ đọc của con Viper nó không hề yếu đâu nhé. Nếu mà khinh thường họ. Đấy, đứng đọc có rút chưa? Một phát chết luôn con mày hai, không con nào đánh con này nhá. Không con nào đánh con ấy này nhá. Không nào đánh con Windranger ấy nhá. Bắn nổ phát chết thẳng luôn. Một con Viper thôi, cho xin con Viper nữa. Đéo ra rồi ạ. Đi sắp tới cũng rất là ngon kìa. Nãy giờ ra nhiều quái đái mà mình không mua. Đi sắp tới mà có bài này mà vẫn đi sắp tới lên trên. Bài này vẫn đi sắp tới lên trên này. DK3, CK3 không ăn thua đâu. CK này còn về sau móc phế luôn. Eyes up and shields front. Mark 2 này. Lên cấp không biết nó vào nhỉ. Chưa đủ lên cấp. À đâu? À không đủ, chắc không đủ. God of War! Đéo ra. Ôi, cần một con ấy nữa mà đéo ra. Cần một con Viper nữa mà đéo ra. Con Windhunter không ai đụng chạm gì nói. Con Viper nhổ phát độc chết luôn. Đấy là sức mạnh của Viper. Đúng xưng Viper. Nó nhổ đúng phát độc chết thẳng luôn, không trường gì. Con Viper nhổ độc phát chết luôn. Đấy là mình muốn con Viper nhổ độc còn nhiều hơn. Lên 10. Mất con bà lò này. Vật công bản lò này vào cho nó... Không, vật này. Vật con này vào để lấy được tại 2 gold. 2 gold thì mình sẽ được thêm 50% cooldown nữa. Rất khỏe. Giờ roll thôi. Tiền nha, chỉ roll. Cooldown cũng là nhiều quá. For this gift of power, I am grateful. Rất hay. Your god has a... In the service of Salamene. Viper ơi, xin con nữa mày ơi. In the service of Salamene. Vớ vẩn lên Luna 3 rồi còn chưa có Viper 3. Tôi giờ tiền để làm gì? Tiền để roll như thế làm gì nữa? Tiền nhiều thì này làm gì? Khi mà không thấy Viper đâu. Rất hay luôn này, đéo hiểu ạ. Rất hay mẹ luôn. Ồ, đánh con rồng ra cái nhẫn ạ. Cái nhẫn mà cùi nhất trong các loại cùi luôn chứ không phải nhẫn nó ngon ngon tí. Nhẫn cùi nhất trong các loại cùi. Nó được quả nhẫn. Thôi nhẫn vứt cho thanh niên này đi. Hai con Abaddon này. Trời ơi.
poison. Who needs legs? Ôi, nhìn đẹp. When you got wings. Cắt lưu ạ. Time to shove off. Con cam còn đéo biết con ga ba ta nổi. Con Viper đẹp. Má chết mẹ này. Ôi vài an mà. Để phải lui ăn. Mẹ đau thế. Mẹ. Ông bố. Đừng tách ra nhà thì gặp an xin lại không chơi được. Từ từ. Chụp lại. Bình tĩnh lại, thằng máy chết rồi, thì mình cứ chụp lại thôi. Chụp lại thì gặp Assassin dễ chơi hơn. Đừng tách ra này không chơi bằng Assassin đâu. Cho này vào đây. Cho con này hẳn vào đây này. Assassin vào đấm chết nhau vào nhá. Không, bất ngờ rồi. Assassin nào vào đấm vào nhá mày. Ôi thằng người đá mày chạy đâu đấy? Việc mày nó bảo kê mà. Đã ngu rồi, dám bảo kê rồi. Người đá mà nó chơi như ăn xin nên nó nhảy lên trên ạ. Đâu ổn rồi. Đâu ổn rồi. Damnation rises. Đâu là hai con ca nữa đâu ra này. Time to shove off. Căng nhỉ. Không được. Người đá vẫn đây cũng không ổn. Làm nào chống được bọn Assassin rồi nhỉ. Vẫn không kịp rồi. Vòng sau chết ở đây đằng sau nhanh quá. Để chơi chỗ đó khói. Assassin néo vãi đáy á. Mình win nó này. Nhưng mà nó cũng win mình thì không gì được. Khó khăn nhờ. Tích chí. Rồi. Không về đâu. Mình đang suy nghĩ lại cái việc. Mình sợ con này chết. Không kịp ngáp nữa chứ. Nếu mà không được cái con nhà này thì mình sợ là không. Đấy đi, cái Assassin nó chảy. Nó nhảy vì nó còn đợi một nhịp nó mới nhảy. Không được. Người đá nó không đúng lại, nó sẽ nhảy trên. Bọn nó cũng win rồi, bọn nó còn đi tờ 2 rồi. Khó nhá. Phải là chết của gì đây? For this gift of power. Ra bốn người là ra quái này, Enigma. Không liên quan luôn. Enigma. Ra quái này vứt đi. Ok, con này đứng cao, đứng trên tí, đặt nó bom. Rôn thôi, là rôn thôi. Hai vẫn là một bài ngon, tất cả con nhào. Mình nếu qua thâu quái, mình chưa bao giờ mình vượt qua cái nào của bọn này nhá, nếu hiểu luôn.
này chắc không qua được. Bọn này ít máu hơn mình mà, nếu mà cứ đánh kiểu rau quái thì mình thắng thôi. Nhưng mà sợ là quan trọng là có trụ những rau quái không. Khó nha. Cho thai vào thôi. Tất cả mọi người lùi lại một bước. Ôi đâu kịp kéo thôi, hai con này đứng cao quá. Hai vẫn chết trước kịp kia. Đi lắm. Ôi dồi ôi, xong rồi, tất cả đam của còn dọc. Không được, được, để này được rồi. Không ổn, sai. Sai rồi. Con này khỏe quá. Sai rồi, thế này hơi sai rồi. Tốt. Oh man, để này là hơi sai rồi. Thực sự là con Tiny giờ mình thấy đang hơi phế đấy, đùa không? Để này không được. Vứt dòng lên trên. Phải vứt dòng lên trên. Rớt mình có nên vứt lên trên không nhỉ? Rớt 2 vứt lên trên có khi được đấy. Đại này có vẻ hợp lý hơn, đại này đồng nó không bị chết sớm. Đồng nó phun được rồi nè. Bỏ đồ đi. Night Silver is safe once more. Hai dòng này. Hai dòng đâu nào. Hai dòng thì bỏ gì ra? Tini. Bỏ mẹ Tini à. Hai dòng luôn. Phải không như nào? Vội đấu đồ nó. Đây là bài kiểu đam rộn trên. Mấy con máu giấy rộn lên trên nhá. Bây giờ nói thật là mình đang chẳng biết mình cần cái gì. Vấn đề là nên chả biết luôn, chả biết con này luôn. Dòng 3 hợp lý chứ. Ui bài nó mạnh thế, đánh thế mà bài. Dòng 3 hợp lý chứ, sắp lên dòng 3 rồi này. Lick. Lick nếu liên quan luôn. 22. The Hunter feasts. Lấy chỗ. Ồ, Luna. In the service of Salamene. Elikma. Time to show off. Kéo đi. Luna. Ui, con này thì nó khỏe đồ hốt nhỉ. Khỏe bao nhiêu mạnh quá. Fuck. Vừa máu rồi. Vừa lại rồi, khó quá. Gặp phải Asin, con Asin khỏe quá. Có đi, mẹ em rôn ngu rồi. Cuốn rồi. Đéo có con rồng nữa à? Hoặc con Luna nữa không được. Đéo ra. Bây giờ thì mấy con phía sau mình chết nhanh quá. Ở thôi chết rồi. Rau quái, rau quái. Thôi xong rồi. Không phải vứt mấy con kia về rồi.
Ui, tôi xong rồi. Xong, xong vỡ mồm ra vậy không? Bây giờ mình chỉ cần Luna hoặc lồng. Luna hoặc lồng. Cô này có khỏe thật đấy. Đánh hai nữa. The Hunter Beasts. Đó qua rồi. Đau quá. Nó vẫn đang nó cũng không qua được nhưng mà nó vẫn hơn máu vậy. I could eat a shark. Cho ra nhanh. Ôi thì mẹ vứt cao quá, vứt cao quá. Vứt lùi em, ô. Vứt cao quá. Đồng 3. Lần đầu tiên mình có đồng 3 đấy. Lần trước mình nhìn thấy đồng 3 rồi nhưng mà đây lần đầu tiên mình có. Hóa đá các mẹ rồi. Đã lên được một tầng 3 rồi thì là thua. Ở đâu? Không thua này. Mày né đi, mày né. Đi. Ta thua. Lên tầng 3 rồi thua. Bài bọn này khỏe quá. Bài nó L, nó L. Nó chơi bài L. Ai. Ai. Tầng 3 rồi mà vẫn thua. Không làm gì được. Bãi eo này nó dòng đánh trượt nhiều quá. Khó đánh. Thua. Đau lòng. Bài khỏe thế thôi mà vẫn thua.